Sư con hỏi con được nghe thầy kể thời Phật còn tại thế có bà hoàng hậu làm rất nhiều việc thiện, nhưng khi chết bà nhớ lại, nhớ ra một việc ác và tâm sanh hối hận, rồi bà đọa địa ngục 7 ngày. Con thắc mắc, bà nhớ ra việc làm ác và bà hối hận nghĩa là bà đã biết hổ thẹn với tội lỗi của mình. Đây là tâm tốt, nếu tâm tốt cận tử sao bà lại đọa địa ngục? Xin thưa với quý vị, đây không phải là tâm tốt ha. Cái tâm mà ăn năn hối hận á, tâm ăn năn á thì nó không phải là tâm tốt, nó là tâm bất thiện. Nhưng mà nó có được là nhờ cái tàm úy, có nghĩa là hổ thẹn tội lỗi, biết hổ thẹn tội lỗi và ghê sợ tội lỗi, thì cái này lại là pháp thiện. Nó khác nhau ha. Tâm hối hận nó là bất thiện, tâm hối hận nó là bất thiện, còn cái sự hổ thẹn với tội lỗi thì nó lại là điều thiện. Cái tâm hối lỗi, cái tâm hối hận nó là nhân, nó là duyên để cho cái sự hổ thẹn nó phát sanh. Nhưng mà bản thân cái tâm đó là tâm bất thiện. Hơn nữa đó, bà không làm được một việc này trước khi bà qua đời, có là trước khi bà chết, đó là bà không có sám hối. Bà biết lỗi mà bà không có sám hối, bà ăn năn bà ray rứt. Nhưng mà do cái vị thế đặc biệt của bà đó, cho nên là bà không có dám sám hối. Mà chính vì cái chuyện là bà biết rõ là bà tạo cái ác nghiệp mà bà lại không có dám sám hối, chính cái điều đó nó tạo thành cái tâm ăn năn ray rứt, và nó khiến cho bà đọa địa ngục ha. Còn cái biết hổ thẹn thì nó phải đi đến cái một cái chuyện nữa, đó là chúng ta phải biết sám hối, có nghĩa là nói lên cái tội lỗi đó, xin lỗi cái đối tượng mà mình đã làm lỗi với người ta. Cái này bà không có làm, bà không có dám làm, thì đó là vấn đề của bà. Bà không có dám nói lên cái lỗi của mình để mà mong người ta tha thứ, bà không có dám nói đó. Mặc dù hổ thẹn mà bà không có làm được cái chuyện là đi sám hối. Và cái nữa là do bà cũng không có làm cái chuyện là bà sửa sai, tại vì cái chuyện bà làm nó không có sửa được, nó không có sửa sai được, chỉ có chuyện là xin lỗi và cầu mong sám hối thôi mà bà không có làm được, cho nên là bà bị đọa địa ngục. Nhưng mà do bà làm phước quá nhiều đi, cho nên bà chỉ ở địa ngục 7 ngày thôi.